Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một tiếng hát tiếp theo. Dạ, con xin mời chú Minh Hùng. Dạ, chú đây rồi. Dạ, con chào chú. Chú hãy gửi lời chào đến quý bà con cô bác nha. Hôm nay Minh Hùng xin gửi lời đến ekip cũng như quý bà con tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Đêm nay là đến giao lưu với các bạn. Dạ. Nay như casting mà không kịp, đông quá rồi, mai vô. Dạ, là hôm nay mình định đi casting nhưng mà chưa kịp đúng không chú? Dạ, con cũng muốn biết là năm nay thì chú được bao nhiêu xuân xanh rồi ạ? Năm nay được 68 rồi. Dạ, 68 rồi. Dạ, và chú hiện tại là đang sinh sống ở đâu? Sinh sống Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, và hôm nay là từ Bà Rịa Vũng Tàu mình lên đây để tham gia casting và giao lưu thôi. Dạ, hầu như là quý bà con cô bác nào cũng đến từ rất là xa. Nó xuất phát từ cái tình yêu của quý bà con cô bác dành cho chương trình. Và thực sự thì ekip thực hiện chương trình rất là biết ơn sự có mặt của quý bà con cô bác, cũng giống như là sự có mặt của chú Minh Hùng đây. Dạ, rồi hôm nay chú sẽ gửi đến quý bà con cô bác ca khúc gì nè? Dạ, võ biệt ngũ cơ. Dạ, là một trích đoạn. Dạ đúng không ạ? Bài ca cổ. Bài ca cổ Hàng Võ Biệt Ngu Cơ. Dạ, quý bà con cô bác vỗ tay cho chú Hùng nha. Rồi, con mời chú. Màu thắm loang đầy nhôm chiến nghi, ta tới thôi đánh trác quân kỳ. Gặp gần gió ngứa miền quan tay, giữa chốn xa trường bóng dừng lệ trời ơi tiếng sao trương lương như mẹ mai người tuyệt vọng đang đứng bơ vơ trong tiếng trọng kinh bên tai ta còn nghe văng vẳng giọng u hoài của tiếng sáo trường. Ta còn ngờ đâu một đời dễ dùng ngang dọc quãng gió sợ bay, hôm nay lại gặp bước ba ngàn tư để giống thân cùng lương khô nên gió khí giọt mồ hôi ướt đầm manh áo chiến. Trời ơi máu quân thù hay máu của thân trời không thương còn nổi trận mưa xa dòng tình trước mặt ta là tàn
hồn nàng còn lẩn khuất đâu đây, hãy theo ta thoát vòng lòng. Mưa nặng hạt khung trời bão tố, chẳng giết giọt mưa sầu hay giọt lệ đẫm chân ngây. Thôi ngu cơ ơi, nàng hãy tạm nằm đây, thân ngà ngọc dùi sâu với ba tất đất. Trên lưng tuấn mã ta vượt muôn trùng vạn dặm, ta ra đi trong tiếng gió rừng. Trời ơi, một thời quanh liệt chất gian đông nay chỉ còn nhất nhân nhất mà. Chỉ cả một đấng anh hùng đã tan tành theo bọt nước ô danh. Dạ, con cảm ơn tiếng hát của chú Hùng. Dạ, sau khi hát xong rồi chú thấy làm sao? À, hồi nãy là mình có hơi trục trặc chút xíu, dạ đúng không ạ? À, chú có thường đi hát thường xuyên ở dưới địa phương của mình không? Đi vô mấy cái tụ điểm giao lưu. Dạ. Rồi, ngày mai thì mình casting, hôm nay là coi như mình được dọt trước trên sân khấu rồi ha. Ngày mai cái mình về mình nghỉ ngơi sớm nè, rồi cái mình có sức khỏe thật tốt, nhớ ăn uống đầy đủ vô, xong rồi ngày mai con chúc chú là thi thiệt là may mắn nha. Ok, cảm ơn. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Chúc chú sức khỏe ạ. À.